Hello, xin chào anh em nha. Hôm nay tôi giới thiệu cho anh em mình cái mẫu đèn còi nhấp nháy này. Mẫu này thường dùng trong các nhà xưởng hay công ty xí nghiệp á. Thì nó thường gắn ở các cửa ra vào, lối thoát hiểm rồi vân vân. Tiếng kêu nó rất là to, lên tới 108 decibel nha, rất là to. Và có đèn nhấp nháy luôn. Cái mẫu này đi với cái nút chỉnh âm lượng bên hông này. Anh em mình lưu ý trên thị trường cũng có những cái mẫu khác mà không có nút chặn chỉnh âm lượng ha. Và cái sản phẩm này đi với các dãy điện áp là 12V, 24V và 220V. Anh em mình lưu ý chọn đúng cái dãy điện áp khi mà chúng ta đặt hàng nha. Rồi sản phẩm thì đi kèm với cái ốc như thế này để chúng ta có thể bắt lên cố định lên tường ha. Rồi cái dây điện ha, mẫu này là mẫu 12V, do đó chúng ta cần lắp dây điện là điện điện 12V nha, và lắp đúng cực cộng trừ cho nó đó, dây đen và dây đỏ. Đây là cái adapter 12V. Bây giờ tâm sẽ cắm điện vào và còi sẽ kêu và nhấp nháy nha. Đó. Đấy.